chào quý vị và các bạn. Hôm nay shop Pet Family sẽ review chiếc chảo sâu lòng 32cm sản xuất công nghệ Hàn Quốc. Tôi sẽ mở phẩm và sản phẩm. Đây là môi gỗ để thực hiện trong quá trình sao đấu. Đây là áp tính. Tay cầm chảo. Chuôi kính. Rồi tôi sẽ lắp đặt tay cầm vuông kính và tay cầm chuôi chảo. Chiếc chảo này có đường kính rộng 32cm, chiều cao khoảng 10cm, chiều dài thân chảo từ mép đến tay cầm chảo là 54cm. Đây là mặt đế của chảo. Tôi được trên mọi chất liệu như bếp ga, bếp từ, bếp vòng ngoại. Rất bóng luôn. Đường nét rất đẹp. Mịn mượt. Thân chảo có trọng lượng 1,1kg, có thể chứa được 5 lít nước. Đối với khâu vận chuyển, sản phẩm được bọc lớp xốp lỗ và cho vào hộp, tiếp đó là được bọc lớp bìa cắt tông nhằm đảm bảo cho khâu vận chuyển. Rất là gọn gàng và đẹp mắt.